Ok, ván này tập trung chơi top 1 nè. Ván này lấy xe nè. Đây rồi, có xe rồi. Lấy xe lụm thính nè, auto top 1. Really nigga. Tôi hết đỉ mẹ rồi anh em à. Tôi thấy mày đéo ổn rồi đó. Kiến làm gì vậy? Thằng lộn chắc đá chim nè. Lộn thì làm cắt gì hết nè. Lộn đá chim đéo giống được rồi. Cay lắm, mày chơi với bạn Quỳnh đi là phải cay. Chơi với Quỳnh đi là phải cay. Vậy đấm đéo được à? Chơi với tôi là phải cay. Surprise motherfucker. Hả? Đúng á. Đúng quá đấy. Nó lên mẹ rồi. Dở thiệt. Quá dở thiệt anh em à. Lồn. Ra đi mày. Mày tao mày, mày có chung với nhau không? Lồn. Má như anh em vậy cái lồn á. Mê. Đi ra. Cỏ này. Nghe xe kìa, xuống lấy đi kìa. Mẹ đó. Má nhìn tù mới cặt anh em à. Rồi, thân nó dưới đây nè. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Wow. Dữ dằn chưa. UMP. Tụi má game như cặc vậy thầy. Tụi má quá dữ ở đây mà. Tụi má cho game bị chơi coi. Má chạy sao chơi. Mẹ cái khu này á thì đéo nhảy đâu. Tụi nó hiểu cái khu này á thì đéo nhảy đâu. Ừ bu qua đó đi. Thấy mình nhảy bu theo hay sao ở đây mà. Cái khu này tính ra đồ ngon hơn khu bên bển. Té, khu này không ai nhảy á thì không chịu nhảy đâu. Đi, vô bò luôn. Ủa, dạo này mấy thằng mày nó xây xe tốt ghê nè mà. Duy thằng nãy á, xây toàn vô đầu mình luôn. Có điểm. Chạy vào nhà sao? Đéo thấy gì luôn á anh em à. Má, cái sương mù lợi hại thiệt. Có nên chạy ngang qua không ta? Có khi mình chạy ngang qua má nó cho mình làm lại luôn á. Tôi thấy nè. Ok, nó đi kìa, nó đi. Đi, đi. Nó sẽ chạy theo sau lưng nó. Nó sẽ là thằng nhử mồi cho mình. Em hiểu không? Nó đi đằng trước, nó đi ngang cái khu này nè. Đấy, tụi kia sẽ bắn. Nó sẽ là thằng chim mồi cho mình. Đấy, mình chỉ cần đi theo sau đó thôi. Có gì là nó bị bắn trước hết. Đấy không? Hợp lý. Đấy, 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 đấy. Nó sẽ thằng bị chim mồi trước. Nghe tiếng súng cái là mẹ mình thắng cái két lại liền. Giống như là nó là mẹ thuốc thử. Ôi, từ, bên đây có thằng nữa. Chết mẹ rồi, có thằng búp ghi nữa. Chết rồi, mình bị kẹp giữa rồi. Từ từ, mấy thằng sẽ biết chạy trên. Thằng búp ghi chạy giữa. Ừ, hên quá, búp ghi nó bắn với ai á. Hên quá anh em à, đi luôn. Ô, thính ở đây anh em à. Ngon rồi. Buộc phải đi rồi. Không, thằng này tới nữa không? Đi là hợp lý rồi. Mà hên quá. Hên mà mình đi á. Báo hồi là mình thấy mẹ mình rồi. Mà rung tay luôn rồi, giờ sao ta? Giờ thẳng rồi chứ sao giờ. Mẹ, bị kẹp. Hên phải đái. Ừ, hết xăng rồi, chết rồi. Ủa, đây không nhắc là mẹ đè ship là ăn lồn rồi. Hên quá, tôi tắt ship rồi. Ok, ráng lết nha. Tôi tắt ship rồi. Thả dốc nè. Qua bên kia nổi không ta?
quên kêu ông nội. Hết rồi, hết xăng luôn rồi, dừng đây rồi. Quên kêu ông nội. Ok, thằng bên kia bắn. Má, không lại nữa trời. Má, đấy có cái đó. Phải luôn. Trời đủ bất tính rồi luôn. Trời ơi. Má cây dễ sợ đây mà.